về Shopee Affiliate hay còn gọi là tiếp thị liên kết Shopee, thì mình nhận ra là các bạn có rất là nhiều bạn có nhu cầu hiểu về phần này. Thì cái video này mình sẽ làm lại cái cách đăng ký mới hoàn toàn dành cho những bạn chưa biết tiếp thị liên kết là gì, chưa biết tạo tài khoản như thế nào. Thì đây sẽ là cái video rất là dài và không có cắt ghép bỏ bớt đi, dành cho những bạn không biết gì có thể thực hiện được và bắt đầu làm công việc tiếp thị liên kết. Thì đây có thể là một trong những cái công việc dễ dàng nhất cho những cái bạn mới dấn thân vô cái lĩnh vực tiếp thị liên kết hay còn gọi là Affiliate. Hiện tại thì có các hình thức là của Lazada nè, có của Shopee này, có của Tiki nè, các sàn thương mại điện tử của Việt Nam hầu như đều có hết. Ngoài ra các bạn còn có thể tham gia các sàn gọi là các sàn tiếp thị liên kết như là SJ hay là Mad Offer hoặc là Dnote chẳng hạn. Thì mình biết được bao nhiêu đó, những cái gọi là thường xuyên hiển thị nhất với mình, thì mình gợi ý cho các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi quay lại vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là việc tạo một cái tài khoản tiếp thị liên kết dành cho nhà bán hoặc là dành cho người làm tiếp thị liên kết không có sản phẩm mà chỉ lấy link đi giới thiệu sản phẩm thôi thì làm sao. Bước đầu tiên các bạn cần phải có một tài khoản Shopee. Vậy làm sao để có một tài khoản Shopee? Thì chúng ta sẽ phải tiến hành đăng ký. Các bạn đăng ký ở đây, các bạn có thể nhập số điện thoại, tại vì số điện thoại của mình nó có 2-3 số và mình đã lập rất là nhiều tài khoản Shopee rồi, thì mình sẽ đăng nhập bằng Google. Đây là một tài khoản rất là mới mà mình nhận được cái thông tin gia nhập Shopee thật là thích ha. Thì nhận được cái này có nghĩa là đây là tài khoản mới hoàn toàn và mình làm trên dựa trên cái tài khoản mới hoàn toàn này cho các bạn xem. Tiếp theo thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ qua và mình nhấn vào cái link. Thì cái link mình sẽ để bên dưới cho các bạn. Thì sau khi mà các bạn vào link tiếp thị liên kết á, thì nó sẽ qua cái chương trình affiliate hay gọi còn gọi là affiliate á, tùy theo cái cách gọi của mỗi người thôi. Thì mình gọi chung tiếng Việt là tiếp thị liên kết cho các bạn dễ hình dung. Vậy thì bạn là loại tài khoản nào? Nếu bạn là doanh nghiệp ở đây là gì? Doanh nghiệp ở đây được hiểu là quy mô công ty làm tiếp thị liên kết, có nghĩa là một cái doanh nghiệp họ chuyên về làm tiếp thị liên kết, họ có đầu tư rất là nhiều, họ có mã số thuế, họ có đăng ký giấy phép kinh doanh đủ thứ. Còn nếu các bạn không có thì các bạn làm dạng cá nhân như mình đó, thì các bạn nhập ở dạng cá nhân, các bạn nhập tên, các bạn nhập thành phố, các bạn nhập địa chỉ. Rồi các bạn nhập zip code thì các bạn có thể search bằng cách là các bạn lên mạng, các bạn search Google là chữ zip code cộng tỉnh thành của các bạn thì nó sẽ ra. Ở Sài Gòn thì là 700 ngàn. Số điện thoại ở đây thì nó cũng hơi quan trọng là cái số điện thoại nè. Thì các bạn có thể nhập cái số điện thoại ở đây ha. Rồi, tới bước này thì phải nhập thêm một cái số điện thoại, thì các bạn có thể mượn cái số điện thoại nào mà các bạn chưa đăng ký á. Các bạn đăng ký. Email này sẽ được gửi cho các bạn xác nhận một lần nữa. Thì các bạn truy cập vào cái email này nhé. Các bạn lưu ý là cái email nào các bạn đăng ký thì các bạn vui lòng các bạn đăng nhập vào cái email đó và các bạn lấy cái mã code. Ở đây các bạn này xác nhận tiếp thị liên kết in. Rồi các bạn sẽ nhập cái code mà các bạn đã đăng ký. Nhập vào đây. Rồi mã xác minh là hợp lệ, các bạn nhấn cái từ kế tiếp. Rồi, ở đây là gì? Ở đây á, link mạng xã hội của bạn nè. Để mà đang được duyệt á, thì các bạn cần phải có một số tiêu chuẩn như sau. Bạn là một cái người, một cá nhân, một dạng cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Vậy thì có ảnh hưởng trên mạng xã hội nghĩa là gì? Nghĩa là bạn có rất là nhiều người theo dõi, bạn có một cái cộng đồng, bạn có một cái fanpage mà có rất là nhiều tương tác, thì khả năng rất là cao thì bạn có thể làm được tiếp thị liên kết và được duyệt tài khoản nhanh chóng. Ở trên Shopee á, thì họ đang để cho các bạn là gì? Link mạng xã hội của các bạn nè. Các bạn có thể chọn bất kỳ các nền tảng nào mà bạn mong muốn hay là bạn đã có. Ví dụ kênh YouTube như mình đi, hay là kênh Twitch đi, hay là kênh TikTok của các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn không có những cái kênh mà các bạn có website thì sao? Thì các bạn nhập cái website của các bạn vào đây.
và các bạn nhấn xác nhận. Lưu ý là khi mà các bạn làm cái phần này đó thì nó sẽ phải liên kết qua cái TikTok của các bạn, thì các bạn nhấn cấp quyền cho nó để nó lấy được cái link URL TikTok của các bạn. Rồi tiếp theo á, các bạn chọn cái danh mục, ví dụ bạn mạnh về danh mục technology là công nghệ thì các bạn chọn là thiết bị điện nè, công nghệ, mình sẽ kiếm phần công nghệ ở đây ha, thiết bị âm thanh, thời trang, nhà cửa, văn phòng phẩm, voucher, sách, máy tính, laptop đi, cần nhất của mình này ha. Thì máy tính laptop nó sẽ liên quan tới là gì, tới gaming và console, nó sẽ liên quan tới thiết bị âm thanh, nó sẽ liên quan tới điện thoại và phụ kiện đó, thì các bạn có thể thêm. Và các bạn chọn cái loại đối tác nè, cashback coupon là sao, là chương trình hoàn tiền tặng mã giảm giá. Thì các bạn thấy những cái trang web như là mã giảm giá chanh tươi hay là bất kỳ những cái trang mà có chính sách hoàn tiền như là phí tích lũy hay là tích lũy đó, thì các bạn mua các bạn sẽ được hoàn tiền, thì họ áp dụng cái này. Thường là công ty đăng ký với dạng doanh nghiệp họ sẽ áp dụng cái dạng cashback. So sánh giá thì các bạn cũng biết là có những cái trang so sánh. Thì ở đây mình sẽ không quan tâm đến những cái này ha, các bạn không cần quan tâm đến những cái này đâu, các bạn chỉ cần là blogger hoặc social media, tùy thuộc vào các bạn đã chọn. Ví dụ là bạn là ở trên social media thì các bạn chọn là blog social media, thì các bạn nhập URL ở đây đó. Các bạn nhập ở đây ha. Làm sao bạn biết đến được chương trình thì các bạn xem qua cái kênh YouTube của mình, thì các bạn biết đến mình thì các bạn nhấn vô là giới thiệu nè đó, thì hoặc là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội không có mã giới thiệu, tùy thôi. Các bạn muốn nhập cái nào được giới thiệu thì các bạn nhập cái mã ở trên cái màn hình mình có để ha, nhập cái mã giới thiệu vào. Rồi đến cái phần này thì các bạn có thể nhập cái mã này vô giúp mình. Rồi thì các bạn sau khi mà các bạn ở đây mình sẽ dùng trang web đi, mình cũng vẫn dùng là cái trang web cũ của mình đăng ký trước đó thì vẫn được thôi, các bạn không có gì khó cả, các bạn nhấn chữ xác nhận cho mình. Rồi xong thì mình đăng ký bằng tài khoản blogger của mình ha, thì các bạn được giới thiệu thì các bạn nhập cái mã EUGES 57 vô, thì đây là mã giới thiệu của mình để mình có thể biết được là bạn nào đăng ký và mình support tốt hơn cho các bạn. Rồi các bạn tới cái phần này rồi các bạn nhấn chữ gửi đi giúp mình. Rồi thì ở đây thông báo gì, thông tin đăng ký của bạn đã được tiếp nhận và sẽ được đội ngũ Shopee xem xét. Quá trình này thường mất vài ngày, hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 5 ngày làm việc và sẽ thông báo đến bạn qua cái email bạn đã đăng ký. Rồi, như vậy là xong các bạn. Thì chúng ta sẽ chờ đợi và cái video này sẽ tạm kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi cái email phản hồi tiếp theo là cái tài khoản của chúng ta của mình vừa tạo nó có được duyệt hay không bằng cái việc thông báo qua email. Thì khi mà nhận được cái thông báo qua email thì đây mới chỉ là đăng ký được gửi thành công thôi nha các bạn. Đăng ký được gửi thành công nó khác với việc là đăng ký thành công, thì các bạn sẽ phải chờ. Nếu mà các bạn chờ quá 5 ngày mà còn không được thì các bạn nhấn vô cái form này. Và cái video này mình sẽ tạm dừng ở đây và mình chờ sau khi mà Shopee gửi cho mình một email đã được duyệt thì chúng ta sẽ vô bắt đầu làm với cái tài khoản mới hoàn toàn này. Còn nếu mà các bạn đã rành rồi các bạn có thể qua bên này. Đây là cái clip mình đã chi tiết hướng dẫn này. Nó cũng rất là chi tiết như cái clip này thôi nhưng mà nó không có bị cắt khá nhiều. Và các bạn coi được cái clip này thì các bạn vẫn làm được bình thường, nhưng mà mình sợ đôi khi mình làm nhanh ở cái clip này quá các bạn lại không có xem kịp, nên là đâm ra mình mới làm thêm một cái clip mới hoàn toàn như vậy dành cho các bạn nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này và hẹn các bạn ở cái clip sau khi tài khoản được duyệt.